la 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 la. Ok và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Yeah. Yeah, ok. Thì hôm nay mấy bạn biết mình đang đi đâu không? Hiện tại là mình đang ở trong rừng mấy bạn ơi. Mà ở trong rừng để làm gì? Tất nhiên rồi, mình đang đi vào rừng để mình đốn củi mấy bạn ơi. Đốn củi làm gì? Tất nhiên rồi, đốn củi để về nhà nướng bánh ăn mấy bạn ơi. Trời, hôm nay á, mình được quá trời người tặng cho khoai tây nè, với lại là bột mì rồi tùm lum la. Mình sẽ về mình làm một cái bánh thật là ngon. Đó, bây giờ mình cần phải vào trong rừng để mình đốn ít củi, mình đem nhà mình nướng bánh đã. Bây giờ mình phải ra vào rừng cái đã. À, dạ gần đây mình thấy trong rừng của mình á, nó có những cái gì rất là cao cao đây. Anh em thấy cái gì xanh xanh cao cao đây không? Mình không biết đó là cái gì cả. Vậy thế nên là hôm nay mình hơi tò mò, mình vào rừng để mình xem mấy bạn ơi. Không biết đây là cái gì ta, để vào xem coi. Wow. Oh my god. Cái gì đây vậy trời? What the hell? Cái gì mà ở trong đây xây mấy cái nhà ở trên cây nè. Ở nhà trên cây mà có hồ bơi nè. Rồi ở đây có mấy cái gì đây? Cái này hình như là trại để cắm trại hả? Cái này là cái liều cắm trại hả? Ừ, khoan, mình vô mình coi mình có gì không? Ồ, sao không có gì trong đây hết vậy trời? Trời, tưởng là hôm nay kiếm được cái gì ai về, không có gì trong đây hết. Coi có gì không? Không có gì luôn trời. Hóa ra là một cái liều đã bỏ rất là lâu rồi. Ôi, mà mấy cái nhà này là mấy cái nhà gì ta? Sao có hình con vịt nữa nè, con vịt màu vàng nè, rồi con vịt màu hồng nữa. Nhà của ai vậy? Mấy bạn ơi, mấy bạn mà biết nhà này là nhà của ai xây, mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Mấy ngày nay mình không có vào world này, xong tự nhiên giờ mình vô mình thấy cái gì đâu, nhà con vịt nè. Rồi nhà trên cây rồi tùm lum la vậy. Ôi là trời, đâu đó mình đi vô mình tham quan coi thử cái nhà này coi. Cái nhà này có gì không? Ui, khoan, biết đâu trong nhà này cái rương nó có kim cương thấy gì sao? Rồi xong, không có gì luôn. Phải nồi thật, tưởng là có kim cương hay gì quý giá ai vậy, không có gì hết. Chén rồi chặt cái cây luôn, chặt đi luôn rồi. Trời ơi trời, ấy luôn. Ôi, mấy cái cây này tự nhiên xây ra tưởng có kim cương hay gì ai vậy, không có gì luôn. Qua đây chặt hết mấy cây này luôn các bạn ơi. Chặt hết luôn. Chặt ra luôn nè. Đó, rồi qua đây luôn. Chặt ra luôn nè. Trời ơi trời, mấy cây này chặt hết, chặt hết. Hay. Ui. Ui trời ơi trời. Wow. Ui mấy bạn ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy một cái tổ ong to như vậy luôn các bạn. Wow, cái tổ ong nó to kìa. Ui, để có coi 1 2 3 4 5. Ui, 4 x 4 là 8. Trời ơi, một cái tổ ong mà đến tận 8 cái tổ gộp lại. Trời ơi, cái tổ ong bự thế. Wow, trời ơi, cái tổ ong này đem về nhà mà chét lên trên bánh kem á là siêu ngon đó các bạn ơi. Trời ơi, kiểu này là trời ơi, ông trời phù hộ cho mình rồi. Mình đang tính là mình không có gì mình chét bánh kem hết, mình đang tính là mình lấy đường phèn mình chét lên, ai dè đó giờ vô rừng kiếm được mật ong luôn, có mật ong chét lên bánh kem ăn. Ok rồi, lấy mật ong thôi. Ủa đây là đâu vậy hả? Ủa cái gì vậy? Ủa trời ôi trời ơi, quá trời tổ ong luôn các bạn ơi. Wow, tổ ong nè. Ủa các bạn ơi, ủa chỗ này là đâu vậy ta? Sao tự nhiên mình vừa nhảy vô cái tổ ong cái tiện mình bị dịch chuyển đến chỗ này luôn. Ủa chỗ này là chỗ nào vậy ta? Ủa. Wow, để ui, trong đây mình thấy là sàn nhà nè, trần nhà nè, tường cũng được làm từ mực ong luôn. Đâu đâu mình liếm thử coi, mình liếm thử coi. Làm. Ôi trời. Ôi ngọt quá. Ui mấy bạn ơi, cái này đúng là tổ ong thiệt rồi nè. Ui, mấy bạn ơi, có khi nào là mình được dịch chuyển ở trong cái tổ ong không ta? Ồ, có khi nào cái tổ ong nó chính là một cái tổ ong gì đó có phép thuật. Sau đó là mình đụng với cái tổ ong, cái mình chui cái tổ ong luôn ta. Trời ơi, thích quá nha. Uầy, vậy là kiểu này là mình có thể xây nhà ở trong cái tổ ong này luôn các bạn ơi. Ui, vậy là ngày nào mình cũng có mật ong đó mình ăn luôn. Trời ơi, đã quá trời. Ngày nào cũng có mật ong đang luôn, quá thích luôn. Trời. Ủa giờ. Ôi mình nghe hình như mình nghe tiếng quái vật mấy bạn ơi. Ôi nhưng mà bây giờ mình muốn đi ra ngoài mình phải ra bằng cách nào? Ờ kỳ vậy? Ra ngoài bằng cách nào? Ở đây hình như cái này là cái cửa nè. Đâu để mình đi ra thử coi. Đấy. Bùm. Wow. Wow, mình đi ra ngoài được rồi nè. Hay quá à. Ủa mấy bạn ơi, cái tổ ong này nè, mình có thể dịch chuyển đi ra, dịch chuyển đi vào được luôn. Trời quá thích luôn các bạn ơi. Ý, vậy là bây giờ mình đã có một cái căn nhà bí mật ở trong cái tổ ong. Quá đã. Ok, bây giờ mình phải về nhà, mình đem giường nè, đem tủ nè qua bên đây để mình trang trí cái nhà tổ ong này mình ở. Trời ơi, quá đã. Đi thôi. Trời ơi, sướng quá đi. Ok mấy bạn ơi, mình đã đem được rất là nhiều đồ ở bên nhà của mình. Mình đem cái nhà này mình trang trí nè mấy bạn ơi. Với lại mình quên mất là mình đang chơi ở chế độ sáng tạo. Mình có thể là lấy được những cái bàn ghế đồ á, mình trang trí cái nhà này. Trời là trời. Quan trọng một điều á là không có ai biết được rằng là mình có một cái nhà ở trong tổ ong. Chắc chắn là mọi người sẽ không biết. Mình phải chui tổ ong mình trốn mới được. Ây da. Căn nhà bằng tổ ong của tôi. Quá đỉnh luôn mấy bạn ơi. Yeah. Ok bây giờ mình sẽ trang trí nha. Trời ơi, nhà tổ ong đẹp quá. Ok. Chỗ này mình sẽ làm một cái chỗ để rương nè. Mình sẽ để rương trên đây.
ta xây một cái chỗ để rương nè. Đó, sau đó mình bỏ lò nướng vô. Đây, đây là cái lò nướng mà mình đã mở khóa nè anh em, nhìn nó khá là đẹp anh em ha. Đó, mình bỏ vô nè. Đó, mình sẽ trang trí như thế này. Ok, chỗ này là mình sẽ dành để làm là đựng thức ăn với là chỗ để nướng thức ăn để ăn. Đó, quá đã luôn. Ok rồi, bên đây là mình sẽ làm chỗ để giường ngủ nè. Sẽ để hai cái giường đó. Rồi mình là cái tật của mình đó bạn, là mình ngủ là mình rất là hay lăn qua lăn lại, cho nên để hai cái giường để có gì mình lăn qua lăn lại cho nó đã. Đó. Rồi ở chỗ này mình sẽ để cho mình là một cái bàn ăn đi. À, không, ở cái chỗ này nè, chỗ này mình sẽ để một cái bàn ăn. Đó. Bởi vì chỗ này là gần cái chỗ để nướng thịt nè. Nướng thịt xong ra ngồi đây ra cho chỗ này ngồi ăn luôn các bạn ơi. Đó, quá đã luôn. À trời, thích ghê luôn á. Ok, tiếp theo nữa là mình sẽ trang trí tủ sách, đúng rồi. Quên mất, phòng của mình là phải có tủ sách để mình còn đọc sách nữa. Mình là một trong những người rất là thích đọc sách mấy bạn ơi. Đâu rồi, để coi coi. À đây, tủ sách đây rồi. Trang trí tủ sách vô nè. Đó, trang trí ở gần cái giường ngủ đi. Kiểu mà mình nằm mà mình không ngủ được á, mình quay qua mình lụm cái quyển sách xong mình đọc, thế là mình ngủ được á. Ok. Rồi, xong. Bây giờ xem coi còn gì ta. Nhà thì tất nhiên là cần phải có bình hoa. Đúng rồi, bình hoa trang trí cho đẹp mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vô đây mình lấy một cái bình hoa nè. Hoa đâu ta? Đây, bình hoa đây. Sau đó mình lấy cho mình thêm một bông hoa. Mình thì mình thích màu xanh cho nên là mình sẽ lấy bông hoa màu xanh. Đây đó. Ok. Rồi đặt cái bình hoa đây nè, xong cắm hoa lên. Quá đẹp luôn. Ok. Trời ơi, cái gì chứ, nhà của mình là phải đẹp nhất trong làng Hero Team mấy bạn ơi. Đó. Trời. Căn nhà trong tổ ong. Đố ai biết được rằng là mình có nhà trong tổ ong luôn á. Trời ơi, ai mà biết được đúng không? Đó, để mình xem coi bây giờ là mình cần phải trang trí thêm gì ta. Nhà thì bây giờ mình thích một cái ngôi nhà là phải có thêm cái gì ta? Mình phải có một cái nhà có thêm cả sàn nhảy nữa bạn ơi. Mình sẽ lấy những cái khói đánh trống nè, cái khói đèn nè. Đó, mình đem ở đây mình đặt ở đây, sau đó mình làm thành một cái bàn để mình chơi DJ đó. Em là ca sĩ Bảo Hưng, em đây hát nhạc miền Tây. Đó, trời. Đó, ok. Mình lấy cái khói này ra nè. Lấy này không được hả? Ok, vậy mình lấy khói màu trắng này. À, mình sẽ để ở ngay chỗ này đi. Đó, chỗ này đi. Ok, đặt lên đây. Rồi, sau đó mình đặt mấy cái này lên. Rồi, gắn cái nút vào. Dạ, yeah. Bùm, bùm. Ủa, không được hả? Yeah, yeah. Tùng, chét. Tùng, chét, tùng, tùng, chét. Tùng, chét, tùng, tùng. Trời ơi, hay quá. Tắc, 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 tắc. Trời ơi, ồn quá. Ôi, hay quá bạn ơi, con này là gì đây? Ôi, cái này cái tiếng hay à? Wow, còn cái tiếng nhạc này mới hay nữa bạn. Nghe nè. Tùng chét, tùng chét, tùng chét. Trời ơi, hay quá bạn ơi. Quẩy lên bạn ơi, quẩy lên, quẩy lên. Yeah. Em là ca sĩ Bảo Hưng, em đây hát nhạc miền Tây. Dạ 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 dạ. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, ok. Thôi, đúng là một căn nhà ở trong ước mơ của mình mấy bạn ơi. Chỗ này không ai biết cả, mình tha hồ mà mình trốn, mình ngủ nướng. Sướng ơi là sướng luôn, trời ơi, đã quá. Thôi, cuộc đời của mình từ nay là không sợ bị ai quấy rầy nữa rồi. Mình tha hồ mà chơi game, tha hồ mà sống. À quên, nhắc đến chơi game mới nhớ, mình phải có một cái bàn máy tính mới được chứ. Ok, để mình lấy cho mình một cái bàn máy tính coi. À, mình sẽ lấy cho mình một cái bàn máy tính nha. Màn hình nè, sau đó là bàn phím nè, chuột nè, rồi tai nghe nè. Ok, một cái thùng PC nữa, quên, còn thùng PC nữa nè. Rồi, xong. Bây giờ là mình sẽ lấy cho mình thêm cái bàn. Mình phải làm cho mình thêm một cái chỗ để mình chơi game nữa chứ. Tất nhiên rồi, tha hồ mà chơi game, không lo bà Sammy bà ra bà chửi bà la mình nữa. Trời ơi, tha hồ chơi game luôn. Để cái màn hình vào đây đi. Để màn hình vào đây nè. Được rồi, qua đây nè. Đó, ok. Thiếu một cái rồi. Rồi, sau đó để bàn phím lên nè, để chuột lên nè, để tai nghe lên nè, sau đó là để thùng PC lên. Thì đang gì đang ngược rồi. Quay qua đây mới đúng. Không, ngược nữa rồi. Quay đây mới đúng. Ok. Sau đó để cái ghế vào đây ngồi. Trời ơi, có chỗ ngồi chơi game luôn. Trời, thiên đường là đây chứ đâu. Thiên đường của Phong Cận là đây chứ đâu mấy bạn ơi. Hay. Trời, chọn nhà sáng giờ cũng mệt quá à. Chắc là giờ phải đi ngủ rồi đó. Đi ngủ cái đi, sau đó dậy chơi game sao. Ôi, mệt quá. Ai, thật là thoải mái đi, ngồi trong đây đúng mát luôn các bạn ơi. Ngủ hai à, trời ơi, ngủ mà đói bụng quay vào đây ăn miếng mật ong. Nhầm 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 nhầm, trời ơi, ngon quá, ngủ tiếp. Ai. One hour later. Trời ơi, cái gì mà ồn ào quá vậy? Cái gì mà cứ vù vù vèo vèo hoài vậy? Ồn ào quá vậy? Ôi, cái gì vậy? Ôi trời ơi, ông. Ôi, ông, trời ơi, mấy bạn ơi. Sao tự nhiên trong nhà mình xuất hiện quá trời ông luôn vậy? Ôi trời ơi, đúng rồi, mình quên nữa.
Thì ra cái nhà này chính là nhà tổ ong. Cho nên là đến cái giờ mà mấy con ong nó về nhà, nó đi hút mực xong thì nó sẽ chui vô cái nhà này nó sống tiếp. Ôi chết rồi, mình ở trong đây thế nào ong cũng chích mình sưng đít luôn á. Được, chạy thôi. Chết sao tao ra, con ong, chết sao tao ra. Chạy thôi. Ôi may quá. Ôi mấy bạn ơi, trời ơi, mình quên mất là trong tổ ong này nè là mấy con ong sau khi mà nó đi lấy mực về á thì nó sẽ chui lại vào trong cái tổ ong, mà mình không biết mình chui đó mình sống. Thế là thêm đó mình bị ong chích chết luôn. Hồi mấy bạn nhớ nha, mấy bạn nhớ nha, đừng bao giờ mà nghịch tổ ong nha mấy bạn. Ong nó chích một cái là sưng cả mắt luôn á, sưng đít luôn nha mấy bạn. Đừng có chọc mấy con ong nha. Ok thôi, mình nghĩ là mình không sống được trong căn nhà ở đâu. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mấy bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Còn bây giờ thì chắc mình về nhà mình sống đây, mình không sống ở đây nữa đâu. Trời ơi, ong nhiều quá. Sống làm sao được? Ong nó chích cho sưng đít luôn á trời. Về thôi, trời. Thôi lần sau không chơi ngu nữa đâu.